đi về tiên bản tham quan trong phủ dây. Cờ diệu khai quang chữ chữ chung ngã tích tặng cung sạc
kim phụng hoàng lân thần thánh chúa tiên trung vương. Thank you.
Chân con lại xa bắc ý hồ mẫu hồ hoa trong lòng phân khởi bâng khuâng con lại bồi hồi sông Lam kia mà hết nước thì họ Trần ghế ông vẫn chưa hết lòng nước
sông Lam răng la trong 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 đục đục chữ gạo chợ chua chữ vừa chẳng vừa chẳng chẳng chứ con đường vô trong xứ nghệ đôi núi lạnh quanh mà nêu mới người thì đẹp như tranh họ đồ đồng đồng mười ông thương cả mấy tấm long xa lệ ông thương đồng đồng mười có hẹp mẹ hỏi chi ông thương họ Trần con thì phải vất vả ở xứ chiến tất niên nhất tâm bạc người ông về ông đổ về ngôi điện ngọc mà bác ký hầu ông nhất tâm hoàng ban
dưới bóng hoàng sẽ được bình an. Từ nghệ an quan hoàng giá lâm nơi đây, đường xa cách trường nhưng đâu mà gió sương đêm ngày. Sáng bóng kia quan hoàng ngợt ngây, sau trước cần xa xem mai cứu duyên hoàng thương. Ông ban cho đồng ngày ngày dầu ngân sáng tiếng, nức nức danh danh ba miền cửa nhà xa sự bình yên. Trần gian không còn vẫn vương mơ màng, vì thương đế hoàng nên quan hoàng giáng lâm đàn tràng. Kể từ đây câu hợp mong ngưỡng kinh bái Phật thiên kinh, quan hoàng giáng lâm chứng cho ghế ông thành tâm. Ông ban cho đồng ngày ngày tài như diệt chi, tháng năm tháng lành tâm thanh phúc phúc tự vân lai. Nay ông giang đồng như vầng hào quang tươi sáng, tiếng ca thâm đàn đón non vui ngự trần gian. Trần thế chúng con bình an, bốn phương nước nước non thành bình, được đời đời cháu con hiền vinh. Đời người ai mà có lần may mắn ngắm dung nhan hoàng, ngự đồng anh bóng bóng khắp dương gian. Mới hay trong việc đạo lành ngự đầu đầu có ai bằng quan. Khi ông giáng lâm dương đông đẹp dạng người sắc như hào quang, người ta nay nằm mà bằng đông tây thì bán buôn trong phải coi nhau như con trong một thành gia.